Chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại kênh của mình. Mọi người đã ăn tối chưa nè? Cũng mấy hôm rồi á, hôm nay mình mới ra đường để ghi lại cái cảnh đường phố, mời mọi người cùng tham quan á. Thì trước mặt mình á, là cái ngã ba Lý Thường Kiệt với lại Lạc Long Quân á mọi người. Bên tay phải là Lạc Long Quân ha. Bây giờ mình mời mọi người đi thẳng vào đường Lý Thường Kiệt. Mời mọi người cùng theo video của mình để tham quan con đường Lý Thường Kiệt nhé. Lý Thường Kiệt đoạn này là Lý Thường Kiệt quận Tân Bình nha mọi người. Nào chúng ta cùng đi thôi. Bên tay trái của mình chỗ này là khuôn viên của Bệnh viện Thống Nhất nha mọi người. Còn bên tay phải thì là nhà dân thôi. Thì mặt tiền đường Lý Thường Kiệt này cũng tương đối là rộng đó mọi người. Cũng toàn là những cái cửa hàng kinh doanh á. Mà giờ này tối rồi nên là người ta cũng đóng cửa rồi ha. Lúc này là 8 giờ tối ngày 11 tháng 3 năm 2022 nha mọi người. Tối thứ sáu ạ. Hôm nay là ngày 11 tháng 3 rồi á mọi người. Không biết là giá xăng đã tăng chưa mọi người ha. Sáng giờ mình bận quá nên là mình cũng chưa có đọc báo nữa. Không biết là giá xăng đã tăng chưa. Nếu mọi người có thông tin thì hãy viết vào phần comment cho mình với nha. Hôm qua thì mình có làm một cái video giới thiệu với mọi người cái xe đạp với lại giá của xe đạp á mọi người. Nhưng mà sau khi mà lựa một vòng á thì mình cũng chưa có mua được chiếc xe đạp nào hết trơn á. Mình thấy nó chưa có phù hợp với mình á. Với lại thực sự mà nói thì bây giờ mình đi xe máy cũng quen rồi. Nếu như mà đi xe đạp á thì cũng chỉ để tập thể dục cho khỏe thôi. Chứ nếu như mà đi xe đạp từ nhà mình mà lên đến Lý Thường Kiệt này, chẳng hạn để mà ghi cái video này mời mọi người cùng tham quan á, thì nó rất là xa. Thì mình nghĩ là mình đạp xe không nổi mọi người. Nên chắc là giá xăng mà có tăng á, thì chắc mình cũng sẽ vẫn phải đi xe máy thôi à. Chứ không thể nào đi được xe đạp á mọi người. Cái con đường Lý Thường Kiệt này thì hai bên đường buổi tối khá là vắng vẻ mọi người ha. Đa số thì các cái cửa hàng đều làm đến chiều rồi đóng cửa à. Cho nên là buổi tối đoạn này không có quán xá gì á, cho nên là nhìn nó cũng buồn. Hai bên đều là đóng cửa, chỉ còn thi thoảng thì một hai cái tiệm tạp hóa hay là bán cái gì đó mở cửa thôi. Nói chung là nó không có quán ăn đồ này kia. Cho nên là nó hơi tối tối, nó cũng buồn mọi người ha. Chỗ này có cái ngã ba, nếu mà mình quẹo trái qua thì mình sẽ đi ra được Cách Mạng Tháng 8 mọi người. Còn mình đi thẳng thì mình sẽ tới được đường 3 tháng 2 ha. Thì bên tay phải của mình là Lý Thường Kiệt quận 11, mà bên tay trái là Lý Thường Kiệt quận 10 nha mọi người. Tới đây thì đã hết Lý Thường Kiệt quận Tân Bình rồi á. Chỗ này thấy có mấy cái quán ăn, cái nhìn nó khác á mọi người. Nhìn nó sáng sủa hơn ha.
có mấy cái quán ăn bên đường nè. Có hotel rồi cà phê, có cà phê ngã ba đường. Đặt tên cũng vui quá mọi người ha, cà phê ngã ba đường, ngay cái ngã ba. Bên này thì có mấy cái cơ sở kinh doanh nệm. Qua đây có nhiều cơ sở kinh doanh hơn chút thì nhìn con đường nó sáng hơn chút. Mà hôm nay là tối thứ sáu mà đường cũng thấy vắng mọi người ha. Đi cũng thoải mái chứ bình thường cái đường Lý Thường Kiệt này cũng hay kẹt xe lắm á mọi người. Lúc trước mà chưa có dịch đó thì mình thấy là đường Lý Thường Kiệt này cũng hay kẹt xe lắm ha. Đoạn này của Lý Thường Kiệt thì nó có một cái trường đại học khá là nổi tiếng, đó là trường Đại học Bách Khoa đó mọi người. Trường Đại học Bách Khoa tiền thân là Trung tâm Kỹ thuật Quốc gia, được thành lập năm 1957 nha. Đến năm 1976 thì Thủ tướng Phạm Văn Đồng mới đổi tên trường Đại học Kỹ thuật Phú Thọ này thành trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh đó mọi người. Đây là một cái trường chuyên ngành kỹ thuật lớn của Việt Nam ha. Chỗ này là ngã tư Lý Thường Kiệt với lại Tô Hiến Thành nha mọi người. Mà bên tay trái á, nó là Tô Hiến Thành. Còn bên tay phải á, nếu mà mình nhớ không lầm á, nó không phải là đường Tô Hiến Thành. Nó là đường Lữ Gia hay là đường gì ta? Mọi người có biết chỗ này đường gì á, thì viết vào comment hộ mình với nha. Mình cảm ơn mọi người. Bên tay trái của mình á, là cái bệnh viện Trưng Vương, còn bên tay phải của mình á, là nhà thi đấu Phú Thọ đó mọi người. Nhà thi đấu Phú Thọ này tên chính thức là nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ ha. Đây là một cái nhà thi đấu đa năng nằm ở quận 11 nha. Cái nhà thi đấu này được xây dựng vào năm 2000 đó mọi người, có sức chứa là khoảng 5.000 người cho các cái sự kiện thể thao và có thể đạt cái sức chứa tối đa mà kính khán giả là 8.000 người á mọi người. Được xây dựng vào tháng 12 năm 2000 ha. 3 năm sau thì năm 2003 thì mới khánh thành á mọi người. Cái khuôn viên của sân vận động Phú Thọ này thì dài lắm nha mọi người. Nó trải dài từ ngã tư Lý Thường Kiệt với lại Tô Hiến Thành lúc nãy, kéo dài cho đến ngã tư Lý Thường Kiệt với lại 3 tháng 2 luôn á mọi người. Trong sân vận động Phú Thọ đó thì có rất là nhiều cái hình thức á. Mình chưa vào đó bao giờ á, nhưng mà mình đi ngang thì mình có thấy trong đó có cả sân sân banh rồi sân tennis rồi có hồ bơi nữa mọi người, có phòng tập gym nữa mọi người. Lúc nãy mình không biết là mọi người qua video mọi người có thấy được không, nhưng mà mình đi ngoài đường thì mình có thấy được đó mọi người. Mình thì chưa bao giờ vào sân vận động Phú Thọ hết á. Mọi người có vào sân vận động Phú Thọ chưa thì chia sẻ cho mình với ha. Chỗ này là ngã tư Lý Thường Kiệt với lại 3 tháng 2 nha mọi người. Mình mời mọi người tiếp tục di chuyển thẳng đường Lý Thường Kiệt. Mọi người đứng đợi đèn đỏ với mình chút xíu ha.
đoạn này của Lý Thường Kiệt á, thì kinh doanh mấy cái mặt hàng như là simili với lại dán tường á mọi người. Ví dụ như mà mình xây nhà mà mình không có xây lầu á, mà mình xây một cái gác á, thì mình có thể mua simili về để lót á mọi người. Hoặc là giấy dán tường, hoặc là những cái hình kiểu cọ mà treo trên tường này kia á mọi người. Là đoạn này bán nha mọi người. Mấy cái cửa hàng đó thì cũng là bán ban ngày là chủ yếu á mọi người. Nên bây giờ tối rồi, họ cũng đóng cửa hết rồi. Nên là cái con đường Lý Thường Kiệt này cơ bản vào buổi tối cũng không có vui, không có nhộn nhịp ha mọi người ha. Chỉ có xe di chuyển ngoài đường thôi chứ còn không có buôn bán gì á, nên nhìn nó cũng hơi vắng vắng. Bên tay trái của mình chỗ này có một cái cua ốc mắc nè mọi người. Cua ốc mắc này cũng khá là lâu rồi ha. Hồi trước mình cũng có đi cua ốc mắc này một hai lần rồi. Mình thấy trong này cũng rất là rộng rãi, cũng khá là lớn á mọi người. Ngã tư Lý Thường Kiệt với lại Nguyễn Chí Thanh nha mọi người. Nguyễn Chí Thanh thì hôm bữa trước mình có một cái video để giới thiệu với mọi người rồi á. Nếu như mà anh chị nào mà chưa xem á, thì có thể xem lại video Nguyễn Chí Thanh cũ của mình ha. Bên góc bên kia đường á, là cơ sở 2 của Bệnh viện Đại học Dược. Lại đứng đèn đỏ nữa rồi á mọi người. Hồi nãy giờ cứ tới đèn đỏ là mình bị vướng đèn đỏ mọi người ha. Bên tay trái của mình là Bắc Sình Hùng Vương nha mọi người. Bắc Sình này ngày xưa cũng khá là nổi tiếng, rất là đông vui, nhưng mà bây giờ cũng bớt rồi á mọi người. Còn bên tay phải là Bệnh viện Phụ Sản ha. Mình cảm ơn mọi người đã xem video của mình đến đây ha. Mọi người hãy nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ mình nha. Ở video sau, mọi người muốn mình chia sẻ con đường nào thì hãy viết vào comment cho mình với nha. Chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người ở video sau.